Make up no make up, trang điểm như không hiện đang là trào lưu rất hot được các thần tượng xứ sở kim chi ưa chuộng. Nhưng dù bỏ qua những gam màu sặc sỡ khi sử dụng son môi hay phấn má thì đôi mắt vẫn là điểm nhấn cho bất cứ phong cách trang điểm nào. Không chỉ sao Hàn nói riêng mà hầu hết các sao châu Á nói chung đều sở hữu cặp mắt bé, một mí đặc trưng của người châu Á. Và để nổi bật quyến rũ hơn khi lên hình, họ đều phải có những bí quyết trang điểm để khiến cho đôi mắt to và tròn hơn. Đi đầu trào lưu xu hướng trang điểm này là các thần tượng xinh đẹp Hàn Quốc. Nổi bật trong số đó phải kể đến ngọc nữ Song Hye Kyo, Suri, Kim Tae Hee. Hãy cùng Đẹp 24/7 khám phá bí quyết để trang điểm cho đôi mắt to tròn như các thần tượng xứ Hàn nhé! Xin chào quý vị khán giả của Đẹp 24/7. Các bạn thân mến, trang điểm mắt theo phong cách Hàn Quốc từng một thời khiến các bạn giới trẻ mê mẩn, đặc biệt là phong cách trang điểm mắt to với cặp lông mày thanh mảnh. Đi đầu trong xu hướng này, chúng ta có thể kể tới các thần tượng đến từ đất nước Hàn Quốc, nổi bật trong số đó như là Suji hay là Song Hye Kyo. Không biết là các bạn có yêu thích trang điểm phong cách này không ạ? Ngày hôm nay thì Đẹp 24/7 sẽ giới thiệu tới các bạn những bước trang điểm để có được một đôi mắt to tròn giống như các thần tượng đến từ xứ sở kim chi. Bước 1, đánh nền, sau đó dùng che khuyết điểm để che quầng thâm mắt và khóe mũi, miệng. Bước 2, dùng phấn bột màu nâu tạo khối hai bên sống mũi. Bước 3, đánh phấn phủ đều khắp mặt. Bước 4, đánh một lớp phấn nâu nhạt lên toàn bộ bầu mắt, phủ tiếp lên một lớp nâu hồng có nhũ để làm bầu mắt sáng hơn. Dùng phấn nâu đậm hơn đánh nhấn ở đuôi mắt và hốc mắt, làm mắt trông to hơn và rõ mí hơn. Bước 5, kèm mắt bằng phấn mắt màu nâu đen sát chân mắt để mắt to tự nhiên hơn. Sau đó, kèm mắt dưới cũng bằng phấn mắt màu nâu đen. Sau cùng, đánh phấn màu sáng ở chân mi dưới để mắt to hơn. Bước 6, dán mi giả và chuốt mascara. Bước 7, kẻ lông mày ngang tự nhiên theo style Hàn Quốc. Bước 8, dùng son màu hồng đào có độ bóng nhẹ để đôi môi căng mọng tự nhiên. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành các bước trang điểm để có đôi mắt to tròn rồi đấy. Các bạn thân mến, vừa rồi các bạn đã được theo dõi những bước trang điểm để có được một đôi mắt to tròn giống như các thần tượng đến từ đất nước Hàn Quốc. Và nếu như các bạn chưa kịp theo dõi thì các bạn có thể truy cập lại vào fanpage Đẹp 24/7. Các bạn hãy gửi những hình ảnh dự thi của mình về fanpage để nhận được những phần quà hấp dẫn từ chương trình. Bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết. Người làm chương trình như chúng tôi rất là muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị.